Khoảng 6 giờ 20 phút ngày 26 tháng 10 năm 2017, tại dốc cầu chợ Kinh Tư thuộc xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết tại chỗ và ba người khác bị thương nặng. Một số người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 72C09599 chạy từ hướng huyện Giá Rai đi thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Khi xe tải chạy lên dốc cầu chợ Kinh Tư, đến khoảng nửa thân cầu thì bất ngờ bị tụt dốc, lùi nhanh về phía sau, tài xế không thể xử lý được. Cùng lúc đó, có một số xe máy phía sau đang chạy lên cầu đã bị xe tải tụt dốc đụng vào hai chiếc xe máy. Cú va chạm đã làm em Trương Lê Huy, 6 tuổi, ở ấp Hòa 1, xã Lâm Điền, huyện Đông Hải, chết tại chỗ. Mẹ của Huy và hai người khác bị thương nặng, được người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải cấp cứu. Được biết, Huy đang được mẹ chở đến trường thì xảy ra tai nạn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.